bệnh nặng, hình ảnh của Mai Phương bị lợi dụng để quảng cáo trắng trợn khiến fan phẫn nộ. Sau Ngọc Trinh, Thu Minh tức giận đến mức bật khóc, đến lượt Mai Phương lại bị dùng hình ảnh quảng cáo cho thương hiệu bảo hiểm trong lúc bệnh tật. Vào tối ngày 18 tháng 8, thông tin nữ diễn viên Mai Phương bị ung thư phổi giai đoạn cuối khiến cả showbiz hoang mang và sốc. Theo nhiều nguồn tin kể lại, dù bệnh tật nhưng Mai Phương vẫn miệt mài chạy show, đóng phim để trang trải cho cuộc sống khó khăn và tránh bị mang tiếng bán bệnh. Trước những thông tin sét đánh, người hâm mộ và nhiều nghệ sĩ Việt không khỏi bàng hoàng. Trên mạng xã hội, sau việc như nghệ sĩ Hồng Vân, MC Đại Nghĩa, Băng Di, Nhật Kim Anh đã lên tiếng kêu gọi mọi người quyên góp giúp đỡ nữ diễn viên những thiên thần áo trắng vượt qua thời kỳ khó khăn. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh của Mai Phương cùng với lời quảng cáo cho một thương hiệu bảo hiểm. Điều này cũng khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy phẫn nộ. Được biết thương hiệu bảo hiểm này đã tự ý lấy hình ảnh của diễn viên để quảng cáo cho sản phẩm của mình với dòng quảng bá hả hê, cười đùa trên bệnh tật của người khác và chưa được sự đồng ý của gia đình họ. Cụ thể, đoạn quảng cáo có nội dung như sau. Khi người ta còn khỏe, người ta nói là bảo hiểm lừa đảo. Khi bệnh tật, muốn mua thứ lừa đảo thì không công ty nào bán. Ước gì Mai Phương có một hợp đồng bảo hiểm để có tiền chữa bệnh, để đứa con gái không cha vẫn được đến trường và vẫn còn tương lai. Mong Mai Phương gặp may mắn, tai qua nạn khỏi và nhanh chóng bình an. A Di Đà Phật. Trong showbiz Việt, các nghệ sĩ Việt bị lợi dụng hình ảnh để quảng cáo, kinh doanh đã không còn xa lạ. Trước Mai Phương thì mới đó cũng Ngọc Trinh không lâu thì từng bị một nhãn hàng ghép hình ảnh của mình dùng để quảng cáo dịch vụ massage ở Dubai. Gia đình nữ diễn viên cho biết Mai Phương đã sốc và khóc rất nhiều khi đọc những thông tin, bài viết về bản thân. Dù cảm kích trước tình cảm của người hâm mộ, nhưng việc tin tức bị thổi phồng lên so với hiện tại đã ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của cô lúc này. Bên cạnh đó, gia đình Mai Phương cũng đang tìm cách đính chính thông tin chưa chính xác về tình trạng bệnh của nữ diễn viên. Tuy nhiên, sự việc có vẻ thiếu khả thi khi chuyện Mai Phương mắc bệnh hiểm nghèo đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Hiện tại, mọi diễn biến của ngôi sao những thiên thần áo trắng sẽ được MC Ốc Thanh Vân đại diện đứng ra chia sẻ để tránh thông tin lệch lạc và thiếu chính xác. Đang điều trị bệnh nặng, Mai Phương bất ngờ đón nhận thêm cú sốc khiến tinh thần thêm suy sụp. Vào tối ngày 18 tháng 8, trên một diễn đàn nổi tiếng chuyên bàn chuyện showbiz, bất ngờ chia sẻ thông tin nữ diễn viên Mai Phương bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Theo những gì đăng tải, dù bệnh tật nhưng Mai Phương vẫn miệt mài chạy show, đóng phim để trang trải cho cuộc sống khó khăn và tránh bị mang tiếng bán bệnh. Trước những thông tin sét đánh, người hâm mộ và nhiều nghệ sĩ Việt không khỏi bàng hoàng. Trên mạng xã hội, sau việc như nghệ sĩ Hồng Vân, MC Đại Nghĩa, Băng Di, Nhật Kim Anh đều lên tiếng kêu gọi mọi người quyên góp giúp đỡ nữ diễn viên những thiên thần áo trắng vượt qua thời kỳ khó khăn. Tin Mai Phương bị bệnh ung thư giai đoạn cuối lan truyền, người hâm mộ và các mạnh thường quân cũng như bạn bè nữ diễn viên có mặt tại bệnh viện hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô. Theo ghi nhận, phòng bệnh nơi nữ diễn viên đang nằm được dán kính để không nhìn thấy bên trong. Lý do vì gia đình muốn cô có không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi và không làm ảnh hưởng tới những bệnh nhân xung quanh. Khi được hỏi về tình trạng sức khỏe hiện tại của Mai Phương, các bác sĩ và y tá của bệnh viện 175 đều từ chối trả lời và yêu cầu những người không phận sự ra ngoài. Mới đây chia sẻ trên báo chí, gia đình nữ diễn viên cho biết Mai Phương đã sốc và khóc rất nhiều khi đọc những thông tin, bài viết về bản thân. Dù cảm kích trước tình cảm của người hâm mộ, nhưng việc tin tức bị thổi phồng lên so với hiện tại đã ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của cô lúc này. Được biết, bà mẹ một con phát hiện mắc bệnh cách đây 2 tuần. Cô đang trong giai đoạn 2 của căn bệnh ung thư phổi, chứ không phải là giai đoạn cuối như tin đồn trước đó. Vào tối ngày 18 tháng 8, Mai Phương nhập viện cấp cứu vì sốc thuốc. Hiện trạng của cô đã ổn định phần nào. Người thân của nữ diễn viên cũng cho biết gia đình không muốn tiết lộ việc con gái mắc bệnh vì muốn Mai Phương giữ vững tinh thần cũng như lạc quan tư tưởng để chữa bệnh và lo cho con bé La Vi, con gái cô. Bên cạnh đó, gia đình Mai Phương đang tìm cách đính chính thông tin chưa chính xác về tình trạng bệnh của nữ diễn viên. Tuy nhiên, sự việc có vẻ thiếu khả thi khi chuyện Mai Phương mắc bệnh hiểm nghèo đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Hiện tại, mọi diễn biến của ngôi sao những thiên thần áo trắng sẽ được MC Ốc Thanh Vân đại diện đứng ra chia sẻ để tránh thông tin lệch lạc và thiếu chính xác. Cách đó không lâu, trên trang cá nhân MC Ốc Thanh Vân cho biết Mai Phương đã bị bệnh từ lâu nhưng bây giờ mới phát vì cô lao lực dẫn đến kiệt sức. Dù đối mặt với bệnh tật, những lúc này nữ MC vẫn giữ được tinh thần lạc quan và sẵn sàng đối mặt. Ngay lúc này bố mẹ đang lo cho Phương, em cũng rất lạc quan và mạnh mẽ. Xin chia sẻ để tránh những thông tin sai lệch. Mai Phương vẫn đang ổn, em vẫn kiên cường và quyết tâm điều trị. Nhưng như mọi người cũng biết, ung thư phổi diễn biến rất nhanh và khó lường trước. Bác sĩ cũng đã vạch ra phác đồ điều trị cho em. Thời gian qua, Phương cũng phải chạy ngược chạy xuôi để hoàn tất các xét nghiệm.
nay chính thức bước vào quá trình điều trị và sẽ có lúc phải cách ly. Cuộc sống của Mai Phương đang bị xáo trộn hoàn toàn, bố mẹ bỏ việc để chăm em, con gái phải gửi người quen chăm sóc, bé không được đến trường hơn một tháng qua. Chính thức Mai Phương cũng phải gác lại công việc để chuyên tâm điều trị. Cuộc chiến này rất dài và rất khó, chắc chắn chị Ốc sẽ bên em như chị vẫn từng, cùng em vượt qua giai đoạn thử thách này, Ốc Thanh Vân chia sẻ. Hàng loạt sau việc ủng hộ tiền chữa bệnh cho Mai Phương, riêng người này đã tặng 120 triệu. Trong mắt bạn bè, đồng nghiệp, Mai Phương là người hiền lành, tận tâm với nghề và giàu nghị lực. Suốt nhiều năm qua, nữ diễn viên mạnh mẽ làm mẹ đơn thân, chăm sóc con gái nhỏ mà không cần chu cấp từ bố của bé. Khi con gái mới chỉ 5 tuổi, Mai Phương phát hiện mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Hiện bệnh tình của cô rất nặng, đã di căn vào xương. Ngồi trên giường bệnh, Mai Phương vẫn tỉnh táo, có thể trò chuyện khi gặp gỡ mọi người dù sức khỏe yếu. Dù phải chịu những cơn đau hành hạ, nhưng nữ diễn viên vẫn giữ tinh thần lạc quan và kiên cường. Trước hoàn cảnh khó khăn của Mai Phương, rất nhiều nghệ sĩ đã kêu gọi giúp đỡ và ủng hộ cô số tiền để chống chọi với bệnh tật. Trong đó, nghệ sĩ Hồng Vân cùng diễn viên Minh Luân đã chuyển tận tay Mai Phương số tiền 120 triệu đồng vào sáng ngày 19 tháng 8. Một số nghệ sĩ thân thiết với Mai Phương như Minh Luân, Đại Nghĩa, người mẫu Lê Trung Cương còn muốn đưa Mai Phương tới Mỹ điều trị. MC Ốc Thanh Vân cũng cho biết đang tìm người nấu ăn chế độ riêng, ngày 3 bữa đem thẳng vào bệnh viện cho Mai Phương. Đồng thời, nữ MC còn muốn lo cho con gái của Mai Phương, cứ còn muốn đón con gái Mai Phương về ở chung để nữ diễn viên có thể an tâm chữa bệnh. Trong một chia sẻ mới nhất trên trang cá nhân, ông Hoàng Nhạc Việt cho biết sẽ gửi 100 triệu giúp Mai Phương chữa bệnh. Không những vậy, anh và nhiều nghệ sĩ sẽ tổ chức đêm nhạc vào ngày 30-31 để hỗ trợ cho Mai Phương. Thêm vào đó, diễn viên Việt Trinh cũng gửi tặng Mai Phương số tiền là 500 đô, khoảng 11,6 triệu đồng. Một số nghệ sĩ và bạn bè ở hải ngoại cũng đã chung tay góp được số tiền lên tới 3.250 đô, khoảng 75,7 triệu đồng để giúp đỡ cho Mai Phương. Ngoài ra, nghệ sĩ Hồng Vân cũng vận động quyên góp từ khán giả để gửi đến Mai Phương thêm hơn 40 triệu đồng. Diễn viên Mai Phương bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Quản lý cũ và cũng là người anh thân cận của diễn viên Nhữ Thiên Thần áo trắng cho biết cô đang nằm viện vì bệnh ung thư phổi. Anh Phạm Thành Trung, quản lý cũ của Mai Phương, buông bã xác nhận với chúng tôi về bệnh tình xấu của nữ diễn viên. Mai Phương mới phát hiện ung thư phổi cách đây không lâu. Phương đang điều trị ở bệnh viện 175, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người đều xót xa khi Phương phát hiện bệnh thì đã ở giai đoạn cuối. Anh nói. Anh cho biết thêm, thời gian qua, cô một mình nuôi con gái vất vả khi phải thuê nhà và show diễn ít. Mai Phương đã trải qua khoảng thời gian dài trầm cảm sau khi sinh con, công việc không thuận lợi. Diễn viên Gia Bảo cho biết, anh bàng hoàng khi nghe tin bạn bị bệnh nặng. Anh cho hay, Mai Phương mới phát hiện bệnh gần đây. Trên trang cá nhân, nam diễn viên hài viết, bạn tôi ơi, bạn phải cố vượt qua nhé. Bạn đã cực nhiều rồi, phải mạnh khỏe đầy nghị lực để lo cho con gái nhé. Cháu còn nhỏ lắm, tôi mong phép màu đến với bạn. Ca sĩ Nhật Tinh Anh kêu gọi mọi người giúp đỡ nữ diễn viên ngay khi nghe tin cô nằm viện. Thương cho người em, diễn viên Mai Phương vô cùng dễ thương và có tâm với nghề. Mọi người có lòng thì cùng giúp đỡ cô ấy nhé. Cô ấy đang rất khó khăn và có con nhỏ. Anh viết. Trước khi nhập viện, Mai Phương từng chia sẻ những dòng trạng thái buồn trên Facebook như cố lên nào Phương, dẫu biết cuộc đời là tan hợp, hợp tan, sinh ly tử biệt, vòng tròn này ai thoát được đâu. Nhiều bạn bè đồng nghiệp biết chuyện đã vào động viên và an ủi Mai Phương cố gắng đối diện với bệnh tật bằng tinh thần lạc quan. Mai Phương từng có thời gian hẹn hò với diễn viên Phùng Ngọc Huy. Sau khi hai người có con chung thì tình cảm rạn nứt. Phùng Ngọc Huy sang Mỹ định cư, còn Mai Phương một mình nuôi con. Thời gian đầu hai người xích mích, mâu thuẫn. Nhưng sau này, nữ diễn viên khẳng định cả hai đã bình thường vì muốn làm điều tốt nhất cho con gái. Diễn viên Mai Phương sinh năm 1985. Cô từng là gương mặt được khán giả màn ảnh nhỏ yêu thích qua nhiều vai diễn trong Những Thiên Thần Áo Trắng, Một Ngày Không Có Em, Sống Đời, Cuộc Phiêu Lưu Của Hai Lúa. Ngoài đóng phim, Mai Phương còn nhảy và tham gia ca hát, MC. Cô từng tham gia đội kịch Tuổi Ngọc, là thành viên của vũ đoàn Hoàng Thông, ca sĩ trong nhóm Candy. Mai Phương cũng làm MC trong các chương trình Ngày Chủ Nhật Của Em, Bệ Phóng Tài Năng, Chuyện Phái Đẹp.